Messi và Ronaldo đã thi đấu 5 kỳ World Cup nhưng vẫn không ấn tượng bằng các tuyển thủ của nước này. Messi và Ronaldo là cầu thủ đầu tiên của Argentina và Bồ Đào Nha góp mặt trong 5 kỳ World Cup, nhưng có một quốc gia có đến 4 cầu thủ đã cùng đạt được kỷ lục này. Có đến 4 cái tên góp mặt trong danh sách các tuyển thủ tham dự nhiều kỳ World Cup nhất. Các cầu thủ Mexico đang chứng tỏ khả năng duy trì cực kỳ đáng gờm của mình. Cựu thủ môn Antonio Carvajal đã xuất hiện trong các kỳ World Cup năm 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 là ngôi sao sáng giá của tuyển Mexico và từng được trao giải thủ môn xuất sắc nhất của khu vực CONCACAF. Dấu ấn của Carvajal xuất hiện lại sau nửa thế kỷ ở một thủ môn khác, cũng là cái tên thứ hai của Mexico góp mặt trong danh sách này, Guillermo Ochoa. Thủ thành này đã tham dự các kỳ World Cup 2006, 2014, 2018 và san bằng kỷ lục của Carvajal khi tiếp tục tỏa sáng tại World Cup năm 2022. Cái tên tiếp theo của Mexico là hai trung vệ thép Rafa Márquez các kỳ 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 và Andrés Guardado 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Guardado là thủ quân tuyển Mexico và cũng là người có số trận ra sân nhiều nhất cho tuyển quốc gia. Bên cạnh những cái tên của Mexico, một vài quốc gia khác cũng có những cầu thủ đã thi đấu đến 5 kỳ World Cup. Đại diện của Italia là người gác đền Gianluigi Buffon. Anh góp mặt trong các kỳ World Cup 1998, 2002, 2006, 2010, 2014. Dù trong năm 1998, Buffon không được ra sân trận nào. Buffon đã có thể kéo dài kỷ lục của mình nếu Italia may mắn được tham dự World Cup 2018. Nước Đức cũng có một trung vệ góp mặt trong danh sách này là Lothar Matthäus, cựu trung vệ Bayern Munich đã tham dự các kỳ World Cup 1982, 1986, 1990, 1994 và 1998, trước khi chính thức giã từ sự nghiệp chơi bóng vào năm 2018. Dù mới chỉ góp mặt vào danh sách các cầu thủ có 5 kỳ World Cup, Messi và Ronaldo cũng đã tự tạo nên kỷ lục mới, khi là hai tiền đạo đầu tiên xuất hiện trong danh sách này.